quân lạnh tôn màu AZ150 của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 20 năm. Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đồng hành cung cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Tôn Đông Á. Thưa quý vị, có thể nói là chặng đua thứ 18 đua vòng quanh Hồ Xuân Hương thành phố Đà Lạt là một chặng đua nên thơ và lãng mạn nhất của cúp truyền hình trong suốt gần 3 thập kỷ qua. Và cứ mỗi khi trở về thành phố Đà Lạt thì tất cả các thành viên trong đoàn đua của chúng tôi đều cảm giác như được trở về nhà. Bởi vì sao? Bởi vì cảnh quan và con người nơi đây, và đặc biệt là tình cảm của khán giả của thành phố Đà Lạt đã mang đến cho chúng tôi những tình cảm hết sức thân thuộc và gần gũi. Ai đã từng đặt chân đến Đà Lạt có lẽ cũng sẽ đều bị quyến rũ bởi sự nên thơ, lãng mạn của khung cảnh và thời tiết vô cùng lý tưởng nơi đây. Vậy thì dễ hiểu vì sao cấp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Lạt lại có một tình cảm sâu đậm, mang nhiều ân tình đến thế. 29 lần tổ chức là 29 lần hành trình non sông liền một dải đều đặt chân đến thành phố ngàn hoa này. Tất cả vận động viên nghe nói cấp truyền hình thì cái Đà Lạt coi như là cái điểm bắt buộc là vận viên phải đến, mà phải nói là cái Đà Lạt này thì thiên nhiên ban tặng rất là đẹp, mà người Đà Lạt thì rất là mến khách. Thì hầu như là Đà Lạt cái dòng này là đẹp nhất ở Việt Nam, mà có thể là cả khu vực Đông Nam Á mình. Nó là một điểm hẹn rất là lý tưởng và ai cũng thích thú khi về Đà Lạt nhiều năm rồi, nhưng mà khi đoàn đua chúng ta cảm giác đi lâu ngày mà về Đà Lạt là giống như về ngôi nhà thứ hai. Vòng đua quanh Hồ Xuân Hương, vòng đua lý tưởng và lãng mạn nhất của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh suốt bao nhiêu năm qua, và cũng là nơi mang đến nhiều cảm xúc nhất với các tay đua, đặc biệt là tay đua Trịnh Đức Tâm, người về nhất trong chặng đua sáng nay. Nói tới Đà Lạt thì mang tới cho em rất nhiều kỷ niệm, vì ở đây em đã từng tập luyện và rất nhiều bạn bè và có những cổ động viên cổ vũ cho em. Và đây cũng là nơi em từng đưa bạn gái em lên đây chơi, du lịch ở đây. Và ở đây cũng là em đã từng thắng trận ở đây, em không nhớ, không làm thì được 2 lần. Và em cố gắng thể hiện thêm nữa để em được thắng trận ở đây nhiều hơn nữa. Trong suốt hành trình non sông liền một dải, đi đến đâu, đoàn đua cũng nhận được những tình cảm nồng hậu của khán giả khắp mọi miền đất nước. Và đặc biệt, những khán giả tại thành phố xinh đẹp Đà Lạt luôn chào đón chúng tôi với những gì chân thành nhất, yêu thương nhất. Bác đi sớm lắm, 7 giờ, trưa tới 7 giờ tới đây rồi. Bác chờ đón, bác phấn khởi lắm, bác vui. Năm nào bác cũng tham gia, bác thấy cái phong trào mà xe đạp khỏe. Các vận động viên là tinh thần thi đấu rất cao, bác thích lắm. Mình ra đây từ sớm rồi, mình coi có truyền hình mười mấy năm rồi. Năm nay là rất là đặc biệt, là có live stream trên Facebook rồi mình theo dõi từ đầu tới giờ luôn. Mình rất là hâm mộ các tay đua xe đạp, xem mình theo dõi cùng đi cùng với ông xã của mình từ hồi ông xã đi xem được mười mấy năm rồi. Mình từ hồi quê ông xã giờ là năm nào cũng đi xem đua xe đạp hết, và rất là hâm mộ Lê Văn Duẩn. Những tình cảm chân thành mộc mạc luôn đi thẳng đến trái tim, và Đà Lạt với vẻ đẹp cuốn hút cùng những tấm lòng của người dân luôn dành một tình yêu thủy chung cho cúp truyền hình đã thật sự làm lay động tất cả trái tim của các thành viên trong đoàn đua. Tạm biệt nhé, Đà Lạt đầy mơ mộng, Hồ Xuân Hương quyến rũ đến nao lòng. Và tiếp theo chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với một câu chuyện khá thú vị. Bởi vì đây là một vấn đề tuy đơn giản nhưng lại rất quan trọng trong bộ môn xe đạp đường trường. Đó chính là một câu hỏi mà khán giả đã nhiều lần đặt ra cho chúng tôi. Đó là khi một vận động viên thi đấu trong một thời gian dài, trong một khoảng thời đường dài như vậy, thì năng lượng đâu họ có thể đảm bảo được? Và câu trả lời rất là đơn giản, họ nạp năng lượng ngay trên đường đua. Vậy thì họ ăn những gì và họ ăn như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm lời giải đáp ngay sau đây. Chuối, bánh ngọt, sô-cô-la, nước ngọt là những loại thực phẩm thông dụng được các vận động viên xe đạp chuyên nghiệp sử dụng để nạp năng lượng khi thi đấu trong thời gian dài. Chuối thì cũng nói chung là khá quan trọng, vì chuối sẽ bồi bổ để chúng ta đỡ đói hơn, có thể là bù cho đồ ăn, thức uống gì đó. Còn nước thì ví dụ như một chặng nào đó dài hoặc là nóng rang thì chúng ta có thể uống để giải nhiệt, rất là tốt.
khi công nghệ phát triển, thực phẩm chuyên dùng còn có thêm các loại rau ngọt hay còn gọi là những thanh năng lượng. Đây là gel thực phẩm bổ sung năng lượng trên đường đua cho các vận động viên, nó có thể giúp vận động viên nạp năng lượng vô nhanh hơn là các loại thực phẩm khác như là chuối và bánh. Các thực phẩm kia chỉ là tác dụng làm cho mình no thôi, còn này thì nó sẽ bổ sung năng lượng cho mình nhiều hơn. Vậy với nhiều lựa chọn như vậy, các tay đua sẽ ưa thích món nào? Đua thì nhân với ít dùng gheo chứ bò bà ăn vô là nó chỉ rằng 15 giây là nó hấp thụ liền. Mọi dễ ăn nhất là như là gheo và chuối. Riêng em thì ở trên đường đua thì em sử dụng gheo và chuối nhiều hơn các loại kia. Tại thích nhất là gheo bò ba này với lại sô cô la. Nếu như gheo và power bar là loại được các cua rơ Việt Nam ưa chuộng nhất thì ba ngoại binh lại có sở thích khác. Thật lòng mà nói thì tôi thích ăn các loại bánh hay sô-cô-la hơn. Tôi lại không thích gel hay power bar vì nó quá ngọt với tôi. Đây là loại tôi ưa thích. Loại bánh có hạt ngũ cốc và trái cây khô, rất là dễ ăn. Lượng calori thì ngang nhau, nhưng nó hấp thụ lâu hơn so với gel. Tôi thích những gì đơn giản và tiện dụng, nên tôi thường sử dụng những loại nước muối có lượng hydrat cao để cơ thể không bị mất quá nhiều nước. Bên cạnh đó là các loại bánh mì, sandwich, loại nhỏ, có kèm vài loại hạt. Khi nào mệt quá hoặc đường đua quá dài thì tôi mới dùng đến gel. Tôi thì thích trái cây, bánh mì và các loại hạt ngũ cốc. Với nhiều người, ăn uống cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống. Nhưng có lẽ trên đường đua, chuyện ăn uống chỉ còn là điều thiết yếu. Ba cái này thì trên đường đua thì tụi em ăn rất là nhanh. Cắn ra là ăn vô và uống nước là cho nó vào cho nó mau thôi chứ không cần thưởng thức. Lúc đó mệt quá rồi, không chỉ để vô cắn và ăn thôi chứ không biết là mùi gì. Khi mình ăn bình thường thì mình có thể thưởng thức được, nhưng mà trong đua thì có thể là gấp gáp hoặc là vội vàng quá thì lo thở không chứ cũng không thưởng thức được gì mấy. Thưa quý vị, vào ngày mai thì đoàn đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã phải nói lời chia tay với thành phố Đà Lạt ngàn hoa để bắt đầu thi đấu chặng đua thứ 19 từ thành phố Đà Lạt về thành phố Bảo Lộc, đường dài 110 km. Và đến đây thì chương trình đồng hành cùng cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cũng xin được phép khép lại. Chương trình được thực hiện bởi Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Tôn Đông Á. Xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.